Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu, hôn nhau. Em thích phép chạy em hung em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hung em trai cái mới hay nè. Dạ, mạnh mẽ mà. Đúng rồi, có gì đâu. À, em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân, năm nay em 26 tuổi, hiện sống và làm việc ở Long An. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kỹ thuật viên bên công ty Về Sơn ạ. Làm ở Long An nhưng mà huyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh với lại chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang là kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp lận anh. Vậy là về tới Bến Lức cũng dạ, hơi... Dạ không sao, trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Ưu điểm của em là hiền lành. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay à. Được. Mặc dù điểm... em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Giống anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ. Quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen. Tự vậy. Tin thôi, có gì đâu em. Vậy tốt. Hỗ trợ cho nhau được rồi. Dạ, dạ. Dạ, nấu ăn dạ, em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Dạ, em hay ngủ, em ngủ nướng nhiều. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói, mà anh bị đói là anh sẽ quạo. À. Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. À, được, dễ rồi, thương không lo. Bây giờ em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ, em trải qua được một mối tình ạ. Em qua bạn đó được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Hai đứa cũng không hợp, xong rồi bạn đó có người mới, xong rồi thôi hai đứa nghỉ chơi. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Là lúc đó em học năm nhất, năm 2 đại học. Em nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó là mình tự trau dồi bản thân mình đi. Lo học này, làm thêm, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân á. Ừ. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em nữa. Giờ hối quá rồi không? Trời ơi, em về quê em nói là ai cũng nói, con ơi, có chồng chưa? Còn gán có chồng đi. Bạn trai thì sao? Đó, bên dạ. Đây là hối rồi nha. Bạn trai tình sao? Dạ, tình em rồi. Đã trải qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng người 1 năm thì chia tay. Có 1 năm rồi hả? Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ à. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Có mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm, thời còn đi học, sinh. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn? Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là... Đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Dạ đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh. Khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là có thể được thì mình tiến tới thôi. Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm thôi cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm ráng chịu ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì cũng hơi lùng lùng, nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 á. Ôi trời, thuốc tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 thôi, nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Dạ, bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa người là được, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Tính gia trưởng nè, em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu đi. Người miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ biết nấu ăn nè. Được rồi. Dạ. Chỉ cần dễ thương là được thôi, đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tươi. Anh thích cái tính đó. Tươi. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó. Uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được, nhưng mà có mức độ thôi, mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Trời chết, ta thích quá. Trời, bình tĩnh đi cô ơi, để tôi coi rồi tôi xử lý cho. Trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà ế ha. Bởi vì em nói anh chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Được. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Cười đẹp là được chị. Cái điểm nào em không thích không? Bạn nó hói đầu. Ừ, phải. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn.
Bụng phệ quá phệ luôn. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à. Đây mập coi chừng này chắc tới 80 kg á. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu, ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Nói chạy bên, từ Long An nói lên. Bến Lức với gần Sài Gòn. Gần à. Gần Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Cái gì? Đi rồi đường giấc. Đường cao tốc có quẹo cái rào là tới rồi đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà đi xe hơi. Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định. Ở chung với bố mẹ. Ừ. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Thì ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn thì thôi. À, là phải tin tưởng nhau đúng không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Trời ơi sao cao dữ vậy? Không, cô này là thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động. Ha, bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sao chị? Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Em trai đi với ai? Dạ, em nay em đi với lại anh trai với lại bạn. Ê, em cũng chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Thì em là Lam, em là anh hai của Hương Xuân. Thì về cái khoảng cách ở từ ở dưới nhà em lên trên đây cũng không xa lắm đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng nè. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi ngày? Mỗi ngày. Em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc á, cũng hai anh em á. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10 nè. Thì ba mẹ ý, ba mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà ví dụ như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tư thôi, bình thường không sao. Bến Lức giờ ngon lắm nha em. Dạ. Đừng giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Vậy Sưng nhậu dữ không? Sưng nó nhậu được. Nhậu được. Nó, nói chung là Sưng nó cũng có gen di truyền của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. À, hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung là nhìn em cũng dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất là hợp với nhau. Hai em thì cũng nên cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu với nhau. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán đó, bên kia nó vậy đó. Anh với Xuân là giống nhau á. Thấy sao? Dạ không? Được rồi. Tại nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh có nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì anh nghĩ là nụ cười của Xuân có thể là cuốn hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân nó tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế, tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Cô này nấu ăn ngon, tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon tự rồi. Tin lắm. Trong nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó, cứ thoải mái. Nói chung là tại anh vì còn anh nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết, giờ nhà cũng có chị dâu đó, thì nói chung thì cũng thoải mái lắm. Rồi anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau, thì anh nghĩ là nên hai em nên cho nhau một cái cơ hội bấm nút để tìm hiểu, rồi biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Rồi cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái, chị họ, với là đồng nghiệp của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào em. Đối với tiêu chuẩn của em đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó, nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Quỳnh Linh có nói là mập, không mập đâu em. À, rất là người vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ chị ơi, em cũng muốn đặt chị ơi, của em không, em nhường. À, chị nhường cho em liền. Nhưng mà ý là em cũng thấy anh này là tính có vẻ là rất là hiền. Rồi ăn mặc thì có vẻ chỉnh chu hơn. Em của em thì nhìn ở ngoài tiếp xúc cũng hiền, nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm luôn. Hơi men phải không? Nam dạ, tính dạ, phải hơi không? Men á. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy thôi chứ không phải nhưng vậy quan đâu. Quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó là hỏi em thôi chứ em cũng không biết là thích trai hay thích gái nữa. Trời ơi, vậy luôn á hả? À. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Thời gian dành cho hai bạn em nha đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với bạn trai sao? Nãy giờ em nó thích rồi, nên là giờ còn thích nữa.
À, anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Hẹn hò thì mình có hẹn hò ở thành phố hay gì đó cũng được. Giờ muốn hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên chỗ em hả? Ừ, vậy đó. Thế giờ anh định tuần hẹn mấy lần? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gia đình bán ở quận 10 mà, anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy là yên tâm rồi. Nếu rảnh qua bán phụ luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? Ít ly, uống ít ly thôi. Biết hút thuốc không? Không à. Ít ly là y 1 lít đó em. Y 1 lít. Uống là có 1 ly rồi đúng không? Nhưng mà uống ra uống hoài không bỏ được uống cái ly. Uống 1 ly mà 1 lần anh cũng ít à. Dạ được rồi. Nói cái chung gì là... cô cũng được hết trơn. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em. Thuyết phục ảnh đi chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Nên em thuyết phục ảnh đi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngớ, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Trời. Luyến lên chứ em nha. Khắc đáp liền em trai. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngang con đường, cùng anh đi bán sơn. Đi đến những nơi xa xôi, đi đến những nơi anh quên mất rồi. Có chút rụt rè. Hồi hộp quá. Nói chung là có ý là được rồi. Anh thấy anh sao? Xinh, dễ thương. Hợp với lại ý thích của anh. Biết nấu ăn nữa là anh thích lắm á. Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn. Nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm, nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? Canh chua, cá kho, thịt kho gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Vậy thôi, vậy là nấu cơm cho gia đình ăn được rồi. Dạ. Ủa nhưng mà anh không biết nấu thiệt luôn hả? Anh không biết nấu nhưng mà anh phụ em được. Phụ được đúng không? Ừ. Chung là miễn cưỡng thì được đúng không? Được, anh phụ này lặt vặt rồi đó. À lặt vặt được hả? Phụ là được rồi. Ừ. Chứ đừng có để mà tự nhiên để đó em làm một mình ơn xong rồi bỏ em vơ vơ đó. Em làm thì kỳ quá. Vơ vơ. Nửa tiền bạc về làm ai giữ? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh nhiều khi anh cũng không giữ được. Chắc rồi nha, nhớ nha. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nói bạn nữ thì men rồi. Nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ mình nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói em làm một cái gì đó. Nói một cái gì đó hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Anh xin phép được nắm tay thôi. Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Thì làm tình địch với anh đi nha. Hả? Thì em làm tình địch với anh nha. Hiểu không? Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì chơi vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ý là em nói là em yêu bản thân em, ảnh cũng sẽ yêu bản thân em, cho nên là hai người sẽ làm tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Dạ. Yeah. Thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son. Tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Để anh tặng gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách thôi. Còn cái bìa mà đừng để ý. Tại cái bìa mà em tự gói nên nhìn không có được đẹp lắm. Không sao, quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Dạ. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Em thích sếp chạy em hôn em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Dạ, mình mến mà. Đúng rồi, có gì đâu. Dễ đó. Gì đâu. Rất dễ thương. Anh thích những người như vậy đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. À, đây là nệm đồng phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
và một phiếu giảm giá 25% đến Đồng Phú khi các bạn tiến tới hôn nhân. Và đây là phần quà của nhà tài trợ Emmanuel gửi tặng hai bạn. Sớm sớm báo tin vui cho chúng tôi nha, nắm tay nhau đi. À, về đừng ăn hiếp em trai tôi nha cô. Rồi. Đâu, em đâu có em đâu. Em trai tôi hiền lắm đó nha. Em đâu có đâu. Hiền mà, em cũng hiền lắm. Dễ thương lắm nhưng mà ông em thích vậy đó. Phải không? Dạ. Em thì thấp bé quá, em sợ bạn trai mà cũng thấp nữa thì đẻ con là toàn là chú lùn con nhiều. Có ghen mà đem đúng á thì bạn muốn làm gì em thì cũng được. Còn mà vớ vẩn thì em không thích. Về ý kiến riêng của anh phải có cái định kiến riêng của anh chứ. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Hôm nay có hai cặp đôi, một cặp đôi đầu tiên đã bấm nút rồi. Quý vị chờ xem cặp đôi thứ hai có làm như vậy không nha. Xin mời quý vị. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi chàng trai. Dạ em tên là Đặng Tiến Đủ. Đặng Tiến Đủ. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 30. 30. Dạ. Nghề nghiệp gì? À, công việc của em hiện tại là đang làm bên công ty gỗ, một phần kế hoạch. Em quê ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai luôn. Rồi phiên bạn gái giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn Nam và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Phương, em 25 tuổi và em hiện sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Bình Định chị, nhưng mà nhà thì vào trong này khoảng hơn 20 năm rồi. Hồi nãy bạn trai là ở chỗ nào? Đồng Nai. Dạ Đồng Nai. Đồng Nai. Rồi. Mới tuần trước em mới xuống Vũng Tàu xong. Tuần này gặp Vũng Tàu đúng không? Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em đó là rất thích ca hát, vui vẻ hoạt bát và biết cách quan tâm chăm sóc mọi người. Tốt quá. Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu của em đó là thẳng tính và hơi nóng tính một tí. Dạ. Đã thẳng tính rồi mà còn nóng tính nữa. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? À, điểm mạnh của em là em hát được, rồi chơi thể thao được. Em thì biết nấu ăn. Em tự lo giặt đồ, quét sân, rồi dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn. Nói chung làm tất cả việc gì phụ nữ làm mình có thể làm được. Dạ được. Ngoài một chuyện là sinh con. Dạ đúng rồi. Vậy là được rồi. Dạ. Tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng mà hay nói lớn tiếng. Nhưng mà rồi lại thôi. Bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hai người coi như là không ai kiềm chế được ai là mệt lắm á. Đôi lúc nhiều khi lửa với lửa nó mới nhập vô anh. Dạ. Cũng có thể như vậy ha. Dạ. Tình trường của mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Một mối tình hồi còn đi học, còn một mối tình thì chia tay cách đây cũng 7-8 tháng rồi. Nhưng mà em nhưng là không có còn vương vấn gì hết. Dạ. Rồi tình trường bạn trai. Dạ em thì cũng hai mối tình. Sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Dạ lúc đó là em học lớp 12. Bao nhiêu năm? Lúc đó là hơn 10 năm rồi. Chúng ta bỏ qua những cái quá khứ đi ha. Dạ. Bây giờ đang hướng tới điều tốt đẹp nhất. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Dạ cao một tí. Tại vì em thì thấp bé quá. Em sợ nếu mà bạn trai mà cũng thấp nữa thì em sợ là đẻ con là toàn là chú lùn không nhiều. Có công việc làm ăn với lại có nhà cửa luôn ổn định thì càng tốt. Dạ. Hoặc là đang có ý định mà mua nhà mua cửa để xây dựng chuyện gia đình luôn chung thì càng phải tốt. An cư mới lạc nghiệp. Dạ, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ mẫu người lý tưởng của em đó là anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh chương trình này như người ngắm nghĩ anh lắm. Dạ. Đưa lấy anh Linh ra làm cái chuẩn không à. Em rất thích cái khuôn mặt phúc hậu của anh Linh. Rồi điều gì em ghét em không thích ở người bạn người chồng tương lai của mình? Dạ đó là ăn mặc lụm thụm với lại bày bừa mọi thứ em không thích. Rồi là em sợ nhất là gặp phải bạn trai mà gia trưởng với lại lăng nhăng á, kiểu rồi tính đàn bà nữa chị. Em sợ nhất là gặp phải như vậy. Em hỏi thử ảnh của anh có gia trưởng lăng nhăng. Anh trai có gia trưởng không ạ? Không em, anh không có gia trưởng đâu. Dạ, rồi anh gia đình đã tính gì tới chuyện cưới hỏi gì chưa anh? Nếu mà được á mình tiến tới khoảng 6 tháng đi thì có thể mình tiến tới hôn nhân thì được. 6 tháng. 6 tháng. Giờ cũng hối rồi đó. Dạ. Nãy giờ bạn gái đưa bao nhiêu tiêu chuẩn đó em, cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nhà cửa em có sẵn rồi. Rồi. Nhưng mà chắc bạn gái có làm dâu được không? Là anh sống chung với ba mẹ hay sao ạ? Ba anh thì mất lâu rồi, còn anh sống chung với mẹ thôi. Thật sự là tiến tới với nhau thì chuyện đó em cũng không thành vấn đề đâu ạ. Vậy cũng ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một cô gái như thế nào? Em dễ lắm. Bạn gái của em là đừng, nhất là đừng có ghen tuông. Có ghen mà đen đúng á thì bạn muốn làm gì em thì cũng được. Còn mà vớ vẩn thì em không thích. Với lại biết chuyện là được. Tức là dạ. Đối xử đối nhiên sự thế với gia đình này kia. Dạ, dạ. Thôi để anh qua anh coi coi. Thôi coi cô này như thế nào nha. Đàn trai qua coi mắt. Dạ, chào, chào em gái dễ thương. Dạ.
Nãy giờ anh đưa ra tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được không? Dạ, nói về chuyện ghen thì tất nhiên trong tình yêu là ai cũng sẽ có ghen. Nhưng mà nếu mà anh không muốn mà em ghen vớ vẩn thì anh cũng phải làm việc gì cũng phải rõ ràng một tí. Và phải tôn trọng em, đặc biệt là điều đó. Được không em trai? Dạ được anh. Được rồi. Dễ thương đó. Dạ. Đàn trai thấy được. Đàn trai thấy được nhưng mà đàn gái phải coi có thấy được rồi, cái không coi nữa qua, chứ. Coi đi. Đàn trai cũng đâu có phải. Bây giờ nếu xấu đâu, đàn trai cũng ngon lắm mà. Bên đó thì nói là muốn tầm là 6 tháng. Nhưng mà phía bên mình thì em muốn ví dụ được thì bao lâu kết hôn được? Dạ em thì khoảng 1 năm đổ lại được rồi chị. Không cần lâu quá. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ mẹ em hối miết. Mẹ em nói năm nay không được là sẽ đuổi đi. Dạ. Năm nay là 28 hả? Dạ em không sợ đuổi đi. Mình năm nay là phải làm liền chứ. Vậy là kế hoạch 6 tháng của ảnh nó cũng hợp lý đúng không? Nếu mà được thì là cuối năm. Vậy là được rồi. Xuống 5 tháng cũng được. Đó, bạn trai đó. Em chị. Rồi chào em ha. Lịch lãm lắm mà. Nhà cửa công việc ổn định hết trơn rồi đúng không? Dạ đúng. Mình có định phát triển kinh tế, mình mở rộng kinh doanh hay là gì không? Dạ có. Mình có thể kinh doanh, mình buôn bán thêm cũng được. Rồi, theo chúc em sẽ sớm đạt được những cái kế hoạch trong tương lai ha. Dạ. Rồi, hy vọng là cặp đôi này cuối năm này đám cưới được á. Dạ. Em mời anh chị rồi, đi rồi, chị thấy nha. Là hợp lý mà, anh tới Đồng Nai ra Vũng Tàu. Em nha. Dạ. Rồi, cao ráo, nói chung là men. Rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với cô và với em gái. À mình hỏi thêm ý kiến của mẹ đi nha. Mẹ là khỏe rồi ha. Dạ chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Và quý vị khán giả. Chào cô. Nói chung mẹ nhận xét anh trai bên này thì cũng được. Theo ý mẹ là khoảng được bao nhiêu phần trăm? Thì tuổi tác thì hai cái tuổi này là chắc cũng hợp. Nó lớn hơn con 5 tuổi. 3, lớn hơn 5 tuổi. Hợp tuổi không? Dạ, tuổi được, dạ được chị. Hiện tại ở với mẹ hả? Dạ. Nhà gia đình được mấy anh em? Nhà con được 6 anh em. Xem em có gia đình hết, con út hay là giữa hay con sao? Con là út luôn. Còn mình còn ở với mẹ hả? Hiện tại thì con với lại người chị sinh đôi. À. Em có hai người chị sinh đôi. Rồi. Một chị thì lấy chồng rồi, còn người nữa. Em dạ. Sinh là ở chung với lại mai. Còn nhà có 3 người đó. Dạ. Còn mấy người kia thì đi làm xa. Dạ. Người kia cũng chuẩn bị lấy chồng đi về nhà chồng rồi đó. Thì theo mẹ thấy thì cái công việc làm cũng ổn định, nhìn cũng chững chạc. Đến đây đã là một cái duyên rồi. Thì tùy hai đứa cho nhau cơ hội để có thời gian tìm hiểu lâu hơn. Và nếu được chạy tiến tới xa hơn để hai bên gia đình được vui. Dạ, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi chung với lại một người bạn thân với hai đồng nghiệp của em. Chào Nguyễn Linh và chị Khắc Tường. Bạn thân em có tật xấu gì không? Dạ không có anh. Bạn sao không sao? Có được? Nói xạo anh. Ai mà không có tật xấu. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là bạn em cũng có một chút hơi nóng. Nhưng mà nóng rồi cũng qua thôi. Bạn em không phải là người chung thủy không? Thì cũng có thể đó. Chứ sao có thể? Thân mà sao có thể? Dạ là chung thủy với người yêu phải không? Hả? Dạ có thể. Tình trường có thành em bao giờ chưa anh? Chắc không đâu. Đó là thằng nó thật đó. Dạ. Ừ nó thật đó. Sống là hòa đồng vui vẻ với mọi người đó. Dạ. Mà cũng chăm làm nữa. Rồi theo em thì bạn thân em có nhấn nút không? Thì chắc bạn có thể nhắn đó. Nữa cũng có. Quan trọng là bạn bên này không biết. Sao cái gì cũng có thể là có thể không vậy? Bạn không có gì chắc chắn hết trơn vậy. Mày chắc cứu giùm tao cái mình. Nói chung bạn có chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Ờ phải vậy mới được. Mạnh mẽ lên. Anh có bạn gái chưa? Dạ. Anh có bạn gái chưa? Em á hả? Hả? Dạ em đeo 2 chiếc nhẫn rồi. Đeo 2 chiếc nhẫn hả? 2 vợ rồi hả? Không có. Vợ mập quá ăn không được. Em mang luôn. À. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Đúng là bạn thân hơn ai nấy lo thiệt luôn. Thôi mình đã nghe ý kiến. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Đây giây phút của mình nha em. Không gian này rồi. Của tụi em đó. Rồi em bắt đầu đi. Hãy có đồng tiền điếu là dễ thương đồng lắm tiền. Đẹp quá ha. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà em muốn gửi anh. Em có món quà nhỏ gửi anh ạ. Dạ cho dạ. Hoàng đứng đó đi, hai bạn đứng đó. Đứng đó để mọi người ngắm xem. Dạ. À, thấy hai người này có tướng phu thê gì không vậy mọi người? Thấy hợp nhau không? Hồi nãy nói hai người rất là thích hát đúng không? Hai người có thể đứng hát chung một bài nào đó thử coi. Thử anh xem. Thích hát bài gì? Anh hát nhạc trẻ hay nhạc sến gì hát cũng được hết. Nhưng mà anh muốn bài gì? Anh là thích hát bài Vì Yêu. Em biết không? Dạ biết. Đó. Rồi vô. Hợp nhau rồi đó. Nhìn nhau nha, hai người hát nhìn nhau. Coi như không gian đây không có ai hết, chỉ có hai bạn thôi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy.
Tóc anh xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Thôi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em ra bông tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Giấc mơ sao chưa giấc nỗi buồn. Được. Xuất sắc. Được rồi. Vậy là hợp nhau rồi đó. Mình giao lưu tiếng ngồi tâm sự đi. Một chút xíu đi là quyết định nha. Anh đã chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình chưa? Có chuẩn bị thứ nhất là tinh thần trước rồi đó. Dạ. Còn mà vật chất thì cũng nói chung là được 50% thôi. Dạ. Nãy em có nói là em tên gì anh quên mất tiêu. Em anh tên biết Phương. Em 25 tuổi thôi. À, Mai Phương. Mai Phương. Dạ. Em nhớ anh là tên gì không? Dạ nhớ. Tên Đủ. Đúng rồi. Làm Đủ Phương. Tên dễ nhớ quá mà phải nhớ chứ. Em hay quên. Dạ. Cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Nói đồng tiền của em. Anh cũng có luôn. Chuyện các từ cũng có luôn kìa. Ba đứa mình lấy nhau là lúc đều luôn. Lúc nào không lên nổi luôn á chị. Đủ tiền luôn á chị. Em tin đủ có đồng tiền là đủ tiền luôn. À, đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất khó gì nghĩ quá giờ em đang rối mà. Phải cho qua được không? Thì anh nhắn tin với em không? Vậy anh nợ em câu hỏi đó nha. Rồi. Dạ. Nãy anh có hỏi em á là ví dụ nếu mà em về em làm dâu được á, ví dụ em có ngại vấn đề nhiều khi rồi, nhưng mà má anh kỹ lắm, đáng lẽ hôm nay má anh có đi nè, mà tại vì má anh nhà mất giữ em, con của anh em. Dạ, má anh kỹ tính đó hả? Quét suốt nhà, quét suốt ngày à. Ở nhà của mình cứ sáng quét, chiều quét, trưa quét. Tính anh sao, có kỹ tính không? Anh thì ví dụ ở nhà anh có mấy lần má anh chửi á, mày sao mày bài quá, nó trời nhiều khi con bài má mới dọn chứ con không bài sao má dọn được. Còn còn đi chỗ khác á thì phải kỹ. Đúng như vậy, ở tập thể chung công việc rồi mình phải gọn gàng kỹ cho không gian làm việc nó đẹp hơn. Dạ. À, công việc của em hiện tại là gì? Dạ em làm trong spa. Nếu mà có thể cưới nhau thì cứ phát triển công việc của em thêm. Em vẫn là... thích là kinh doanh mua bán hơn. À, dạ. À vậy hả? Mình tự làm chủ bản thân mình. Dạ. Có thích mở spa làm đẹp ở Vũng Tàu cho vợ mình làm không? Dạ vì spa thì chắc em chưa có tiền mở qua mà. Đâu, spa chỉ cần mặt bằng thôi mà. À vậy. Cũng không cần phải gì nó ấy lắm. Để em về em xin tiền má. Má cho không? Không biết. Trời ơi, sao gì cũng không biết trơn vậy. Để nãy quên hỏi má. Để xíu em về em đợi hỏi má coi má cho. Nhưng mà về ý kiến riêng của anh phải có cái định kiến riêng của anh chứ. Đúng rồi. Ý là anh đã chuẩn bị sẵn cho tương lai rồi. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Em hiểu không? Tinh còn mà thì... ví dụ giờ còn vật chất phải cho phép nữa. Ví dụ hiện kim hiện vật. Nhưng mà giờ em lấy vợ em có hỏi ý kiến má không? Không, ở nhà em dễ lắm anh. Sướng thì mày nhờ, khổ thì mày chịu thôi. Gia đình em là vậy. Tức là em có quyền quyết định đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ hỏi má là mệt lắm á. Mẹ muốn nói gì kìa. Dạ. Cho cô chỉ nói con có hút thuốc không, có thường nhậu không con? Con thì nhậu. Có thường, không phải là thường nhậu mà ví dụ tuần, ví dụ gặp bạn bè hay gì anh em đồng nghiệp á thì có nhậu. Còn hút thuốc thì con đang trong từ thời gian cai. Nếu cai được thì tốt, chứ cả nhà cô từ ba nó dưới em rồi không có ai hút thuốc hết. Dạ dạ. Còn nhậu thì nó có mức độ thôi thì được. Dạ, con sẽ cố gắng. Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn thời gian nữa. Dạ. Chúng ta hãy kiểm tra lại tất cả mọi thứ nãy giờ mình trò chuyện để xem trái tim mình nó có rung động hay chưa. Bởi vì khi đến đây có rung động chúng ta mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Em nói em suy nghĩ gì về người đối diện? Mới gặp bạn thì anh nghĩ sao thì anh cứ nói. Đúng vậy rồi. Đi. Nó cứ không ra là... giờ nó không ra đâu, lúc nhiều khi xong rồi mới suy nghĩ ra mà giờ không lộn ra được. Thanh nợ nữa không? Anh phải ráng nặng ra đi chứ sao anh nợ em hoài vậy. Anh còn nợ em. Thôi, em nếu nói được thì thôi. Dạ. Chúng ta thể hiện bằng nút bấm nha. Một cô gái rất là năng động, một cô gái rất là mạnh mẽ, một cô gái rất xinh xắn, một chàng trai cũng thế, nhưng đôi khi cũng hơi rụt rè bối rối. Nhưng đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Chúng ta không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì. Bấm nút khi con tim mình đã rung động các bạn nha. Chuẩn Một, bị. 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn.
Ủa? Em không bấm. Tại sao bạn gái lại không bấm? Dạ, em cần một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có chính kiến riêng của mình. Dạ. Tại anh nợ em nhiều quá đúng không? Anh cứ nợ không, anh không trả lời đúng không? Dạ. Đấy cũng là do lỗi của mình đó. Dạ. Thật sự cô gái anh nghĩ rằng là rất là dễ thương, rất cá tính. Nhưng không sao, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống đôi khi nó cũng có những trắc trở như vậy. Biết đâu những cái trắc trở phong ba bão tố nó giúp mình trưởng thành hơn. Và biết đâu điều kiện thì hai em cũng sẽ có thể gặp gỡ với nhau. Dạ. Đầu tiên nhìn là hai bạn rất là xứng với nhau. Nhưng mà đúng là trong cuộc nói chuyện em hơi thiếu một cái sự quyết đoán một chút. Em phải mạnh mẽ, anh em cứ bị lừng khừng. Làm người phụ nữ người ta không có cái niềm tin. Em không có niềm tin. Đúng rồi. Dạ, đôi lúc nhiều khi em run á. Em run đúng không? Dạ. Cũng có thể cũng như có vậy. Cũng có thể như vậy. Anh nghĩ rằng một chàng trai cũng đẹp trai mà, cũng bản lĩnh đấy. Nhưng mà thôi, có duyên cũng có phận. Nhưng biết đâu sắp tới chúng ta cũng có phận với nhau. Quan trọng là do em có quyết liệt hay không thôi. Dạ. Cơ hội cũng có thể còn đấy. Rồi, chúc hai em có thể là sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Phần quà dành cho mỗi bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Rồi, đây là gói cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Gửi tặng các bạn nha. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và đây là phần quà của nhà tài trợ Yêu Manh Gel gửi tặng hai bạn. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Hãy tìm được nửa yêu thương của mình. Dạ. Đàn hoa và quà. Dạ, cảm ơn chị. Tiếc quá.